Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay hảisanhưubo.com hoặc gọi hotline 037-502-8888. Tôi, Hưubo, xin chào cho anh em. Tôi và Tiến chào cho anh em. Tôi chào cho anh em. Tôi mạnh chào cho anh em. Tôi chuẩn bị chào cho anh em. Ok các bạn ạ, hôm nay thì thời tiết là miền Bắc ấy, thì nó kiểu đang chuẩn bị sang mùa đông rồi, nó hơi lạnh. Thì hôm nay anh mình sẽ quay lại với cả những cái món khổng lồ mà làm cho anh mình nóng và ấm lên nha các bạn nha. Thì như anh em thấy ấy, là trước mặt của mấy anh em đây thì Tiến có cầm những quả gọi là bầu ơi thương lấy bí cùng các bạn ạ. Đó, thì đây là những quả bầu này các bạn này. Rồi bên này thì có trứng vịt lộn này, không biết là nói đến đây thì anh em đã gọi là nhận ra là anh em mình làm cái món gì chưa. Thì hôm nay ấy, thì anh em mình có chuẩn bị bầu và trứng vịt lộn, món này thì rất là hot đợt vừa rồi ấy, nhưng mà ở miền Bắc nóng quá nên anh em mình chưa muốn làm vội, thì đến cái lúc mà thời tiết nó lạnh lạnh một xíu thì anh em mình mới làm nha các bạn nha. Thì anh em mình có chuẩn bị rất là nhiều trứng vịt lộn này, rất là nhiều bầu các bạn ạ. Ở đây có hai quả, ba quả, là năm quả bầu các bạn ạ. Đây toàn những quả to thôi các bạn ạ, và rất là nhiều trứng vịt lộn. Thì hôm nay anh em mình sẽ làm món trứng vịt lộn bầu nha các bạn nha. Gọi là ở miền Bắc thì gọi là om với cả bầu các bạn ạ. Đó, gọi là trứng vịt lộn om bầu nha các bạn nha. Thì cái nguyên liệu ấy thì gồm có bầu này các bạn này, rồi trứng vịt lộn này, còn cái nguyên liệu khác phụ ấy thì ở đây mình có chuẩn bị hành này, rồi rau răm này các bạn này, ớt rất là nhiều các bạn ạ, ớt cay này, rồi hành tím và một vài loại gia vị khác. Thì thực sự là mấy cái món này ấy, thì mình nghĩ là không biết là xuất phát là từ đâu, nhưng mà thấy bảo là ăn ngon và nó hot lắm nên anh em mình thử làm và làm khổng lồ. Anh em mình trải nghiệm ăn cái món trứng vịt lộn bầu ăn xem nó như thế nào nha các bạn nha. Nhưng mà bình thường nếu mà ở món ở nhà hầu như là ở miền Bắc sẽ không bao giờ có. Đâu, nấu canh bầu, nấu canh hến chảy, là chảy hến. Đúng rồi. Với cả luộc thôi. Trong cả ngàn món ăn từ ngày xưa anh nấu đời nhưng chưa nấu món gì liên quan đến bầu nào. Đúng rồi. Đúng rồi đấy. Thì hôm nay ấy, như anh em thấy là anh em mình chuẩn bị rất là nhiều nguyên liệu này, bầu và trứng vịt lộn đầy đủ đây rồi, rất là nhiều. Anh em mình sẽ làm một nồi gọi là trứng vịt lộn với cả bầu, và anh em mình trải nghiệm xem là món này nó ngon thật không, nó hot hit như thế nào nha các bạn nha. Thì bây giờ anh em mình sẽ đem về luộc trứng và thái bầu và làm cái món này luôn nha các bạn nha. Anh em nào mà có xem được clip này của anh em mình thấy hay ấy, thì mọi người có thể ủng hộ anh em mình bằng cách like và chia sẻ và đăng ký kênh thật là nhiều, đúng không anh em nhá. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến anh em một con app có thể giúp anh em kiếm thêm thu nhập. Thì con app này có tên là 92 Lottery. Thì bây giờ ấy, thì mình sẽ hướng dẫn anh em đăng ký giúp nha. Thì anh em sẽ vào phần đăng ký này, anh em nhập số điện thoại của mình vào này, xong rồi anh em nhập mật khẩu này và anh em nhập mã giới thiệu vào này, xong rồi anh em nhấn đăng ký là anh em sẽ đăng ký thành công nha. Sau khi mà anh em đăng ký thành công ấy, thì anh em đăng nhập vào và tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn anh em lại vào rút nha. Thì anh em vào phần ví tiền này, anh em mà muốn rút tiền ấy thì anh em nhấn vào phần rút tiền này, anh em nhấn vào thêm bank card này và anh em điền thông tin ngân hàng, rồi số tài khoản, số điện thoại này, rồi anh em nhấn vào thêm thẻ ngân hàng. Rồi anh em muốn rút ấy, thì anh em chỉ cần việc nhập mật khẩu vào, anh em nhấn rút tiền là sẽ rút được tiền về nha anh em nha. Tiếp theo là đến phần lạc tiền nhá, anh em sẽ nhấn vào phần lạc tiền này, anh em chọn hình thức gọi là lạc tiền của mình, nói chung là đa dạng hình thức cho anh em chọn. Thì ở đây thì anh em sẽ gọi là làm sao phải chuyển khoản đúng số tài khoản này, ngân hàng này, rồi tên chủ tài khoản này và số tiền thanh toán, xong rồi là anh em sẽ làm được tiền vào nha. Trong này thì có rất là nhiều trò chơi, thì mình sẽ chơi con WinGo cho anh em xem nhá. Thì bên WinGo ấy là đang có sự kiện gọi là x2 cho lần lạc đầu và lần thứ hai cũng có luôn nhá. Thì mình sẽ gọi là đặt nhỏ nha anh em nhá, có lẽ là về mấy bát lớn rồi, thì mình sẽ đặt nhỏ 1 triệu nha anh em nhá. Thì đợi thời gian kiếm ngược thì là sẽ biết kết quả nha anh em nhá. Đó, về nhỏ rồi nha anh em nhá. Thì như anh em thấy thì đây lịch sử là đã cộng tiền rồi nha anh em nhá. Đó, cộng gọi là 1.960.000 rồi. Trên con app này thì còn rất là nhiều sự kiện khác này. Thì đây anh em thấy, anh em vào phần hoạt động này, anh em sẽ thấy là đây là bảng gọi là nhiệm vụ thắng tiền thưởng. Thì anh em mà thắng càng nhiều ấy thì tiền thưởng càng nhiều nha. Và đặc biệt là hoàn vốn 100% gọi là cho người mới nha anh em nhá. Trong nhóm tele thì anh em sẽ thấy là cứ 3 ngày là lại phát lì xì một lần, nên là anh em nhanh tay vào để lúc nha. Anh em nào mà cũng muốn kiếm thêm thu nhập ấy thì nhanh tay nhấn ngay vào link mình đặt ở dưới phần mô tả và bình luận ở dưới video này nha. Trứng thì anh em mình đã luộc chín đây rồi nha các bạn nha. Đó thì anh em sẽ đập trứng, thì cái nước ở bên trong quả trứng ấy anh em mình sẽ gọi là lấy hết nha. Mãi cái hiệu ứng ở đấy không, tức là phải lấy cái nước ở bên trong quả trứng lấy hết để gọi là lấy cái vị ngọt của trứng nha các bạn nha. Đó, không bỏ tí nước vào luôn. Đó thì Tiến sẽ cắt bầu bình thường ấy,
bầu nếu mà người ta mà nấu với cả hến những thứ ấy, thì người ta sẽ dùng dao người ta băm nhỏ nhỏ mỏng mỏng ấy các bạn ạ. Nhưng mà anh như mình sẽ thì anh như mình sẽ thái theo kiểu khác nha các bạn nhỉ. Hơi to đi Tiến ạ. Hơi dài à? Hơi to quá, hơi dày quá, em cho mỏng bớt một xíu đi. Đó. Bởi vì nó là cái món trứng vịt lộn với bầu ấy thì anh như mình sẽ phải xào qua này xong rồi lâu lên này, anh như mình để to như này nha các bạn nha. Đấy. Nó sẽ được rất là nhiều bầu các bạn ạ. Đây, trứng đây. Trứng và nước này các bạn này. Cái nước này tí là nó ngọt lắm này. Đó. Thì anh như mình sẽ thái xong thì anh như mình sẽ cho vào để anh như mình xào bầu những thứ nha các bạn nha. Bầu và trứng vịt lộn thì anh như mình đã đập xong rồi, thì bây giờ anh như mình sẽ phải cho cái hành tím này vào để anh như mình phi trước nha các bạn nha. Nói chung là chỉ xào qua qua thôi với cả gia vị những thứ các bạn ạ. Đó, hành tím này. Rồi em cho gia vị những thứ luôn đi. Anh mình sẽ cho rất là nhiều gia vị nha các bạn nha. Em cho luôn đi. Muối này các bạn này. Làm to to cho nhiều nhiều muối chính. Mì chính này các bạn này. Nói chung là sẽ cho rất là nhiều. Đây anh mình cho thêm cả ớt bột nha các bạn nha. Ớt bột cay ấy. Đó, rồi cho thêm dầu hào này các bạn này. Hạt tiêu thì em cho nhiều nhiều vào Tiến ạ. Đó, cái tiêu mình chín rồi, anh cho. Đó thì Tiến đảo lên đi. Thơm lên. Đó, thơm lên luôn các bạn ạ. Đây là cái hỗn hợp này. Thì sau khi mà đã có cái hỗn hợp này rồi ấy thì bây giờ anh mình sẽ cho gọi là cái bầu này vào các bạn ạ. Nào, em cho vào đi để đảo đi. Bầu này thì anh mình sẽ đảo cho nó gọi là tái tái mềm mềm đi nha các bạn nha. Đó, ủa nhiều vãi trưởng luôn các bạn ạ. Đây một rồi luôn rồi. Đây một chảo luôn. Đó. Anh mình sẽ đảo đến khi mà cái bầu nó kiểu nó mềm mềm đi xong rồi anh mình sẽ cho trứng và nước vào để anh mình nha các bạn nha. Sau khi mà bầu của anh mình đã mềm mềm một xíu rồi các bạn ạ. Đó và ngấm gia vị những thứ rồi thì bây giờ anh mình sẽ cho nước và trứng vào để anh mình nha các bạn nha. Em đổ trứng cũng được. Em cho trứng trước đi. Đấy. Bầu đã mềm mềm rồi đấy các bạn này. Đấy. Nước ở trong nhiều chưa này các bạn này. Ui giời ơi toàn nước là nước, nước thì ngọt lắm này. Ui. Rồi, em cho thêm nước kia đi. Bầu nó ngọt rồi, xong rồi trứng vịt lộn nó ngọt nữa, với nhau om khoảng độ nửa tiếng hoặc là một tiếng gì đấy cho nó mềm, cho nó ra cái độ ngọt đấy các bạn ạ. Đấy, em khuấy đảo đi một xíu. Đấy các bạn ạ, một nồi gọi là bầu om trứng vịt lộn của anh mình đầy ú luôn. Đấy. Nào, bây giờ thì anh mình sẽ cho thêm ớt vào để anh mình bắt đầu nha các bạn nha. Đấy. Đó, và anh mình sẽ nửa tiếng hoặc một tiếng đến khi mà trứng và bầu nó ra hết cái ngọt thì anh mình sẽ đi thưởng thức cái món gọi là trứng vịt lộn bầu khổng lồ đấy nha các bạn nha. Vậy là anh mình đã hoàn thành xong cái món gọi là trứng vịt lộn bầu đây rồi các bạn ạ. Một lồi to rất là khổng lồ các bạn ạ, nhưng mà thiếu mất một thằng bởi vì đến lúc mà chín ấy anh mình muốn ăn nóng hổi nên là anh mình cứ gọi là không chờ tí về ăn sau nha các bạn nha, bởi vì anh mình làm rất là nhiều. Nào, bây giờ thì anh mình đã rác thêm gọi là cái hành và rau răm lên rồi. Đấy, bầu thì bây giờ là Tiến em múc bầu lên cho mọi người xem. Thấp luôn. Bầu nó đã kiểu nó ngấm xong rồi nó ra nước những thứ rồi thì mình nghĩ là cái nước rất là ngọt nha các bạn nha. Đó, nào thì đây là cái món gọi là trứng vịt lộn bầu của anh mình. Lần đầu tiên anh mình thử thưởng thức ấy con ạ. Thì ôi có... giời ơi. Đây. Trông ngon nha. Thì là múc bầu là trời. Cho quả trứng nữa. Rồi. Đấy, cho ít nước nữa. Đây, cho quả lửa luôn. Úi giời ơi. Ít hành nữa em. Hành dí dí xuống là cho nó. Hành dí xuống cho nó mềm đi. Rồi, tái rồi. Ngon luôn. Đấy, thử đi. Mạnh mà bác. Nào để cho trường nó thử trước nha các bạn nhỉ. Cái hơi nóng rồi đợi thôi. Cái món này anh nghĩ là phải thử nước trước ấy, em ạ. Thiệt đâu, nó thử nước ấy giỏi. Đấy, thử thì không có nước ở đấy thì múc tạm ít ở đây này. Em dí dí xuống cho cái rau răm nó mềm mềm bớt đi. Cái nước của nó ấy thì lúc mà anh mình cho trứng vịt lộn vào ấy, thì kiểu anh mình ấy thì trứng ấy nó kiểu nó nhũn ra xong nó ra nước như này nha các bạn nha. Hoặc tí khủng luôn.
Tí nữa em để múc mỗi anh em một quả thôi để cho nó nóng à. Múc hai quả ăn lâu thì nó quá nguội sợ trứng nó tanh. Nhỏ đây cho thêm ít nước nữa vào là chuẩn bài luôn. Rồi, đấy, rồi. Em có ăn hành với răm thì ấy lên. Cầm nó nóng nha. À, nóng phết ạ. Nào thử đi. Đây, mình sẽ thử tí nước trước nha. Ăn nửa quả trứng chưa? Chín luôn nha. Thử tí nước trước các bạn nha, mời các bạn nha. Ui, trông ngon đấy. Nóng, tụt lưỡi. Nóng quá bạn ạ. Ui, nó ngọt lắm anh ạ. Ngọt kinh khủng luôn. Rồi, nào để thử nước vào. Giờ anh em khem ngọt tới tấp cả. Uầy, cái mọi vị bầu người... vị trứng bị lộn rồi. Thử ngọt. Món là bầu âm trứng nhá. Thơm ấy. Mọi người nhá. Cái nước đã. Ui. Ngọt tấm vào quả. Ngọt nè. Ngọt. Uầy. Này mọi người. Mình nghĩ là cái món cái món này nó rất là bổ đấy. Đấy bầu ra ui quả. Nhờ. Bầu thì là bầu nhà các bạn ạ. Mềm anh ạ. Bầu nhà không trứng vịt lộn nó bổ nữa. Uầy, nó ra nước. Ra bầu này nó ra hết chất rồi anh ạ. Mình nghĩ là cái món này nó sẽ rất là bổ, kết hợp rất là bổ nha các bạn nha. Bầu. Ăn trứng bầu nữa. Đáng ra bình thường ăn trứng vịt lộn này anh em mình sẽ phải cho muối hoặc là chấm, nhưng mà bởi vì anh em mình và đã nêm gọi là gia vị đầy đủ rồi thì cái gia vị ngấm vào nên là không cần phải chấm hay gì nữa nha các bạn nha. Bầu mà trứng vịt lộn nào ngon mềm đi. Mềm vậy không mềm. Cho một cái là vỡ rồi. Bạn nha. Tuấn mềm ngọt. Ui giời ơi. Hè kết được quả nước. Ủa, đấy có tí gió thổi thổi tí bầu ấm ấm mà đấy. Quả trứng này phải một miếng một quả với bò nhỉ. Ơi mời các bạn nha. Anh bộ anh dí sát rồi đây. Ơi quả này gọi là đẳng cấp. À thằng này bây giờ nó chấm nước luôn con ạ. Ui nước, giời ơi. Cái nước nó ngọt ngọt, cái cay nữa. Nóng. Bởi vì trứng vịt lộn ấy lên ai nhưng mình phải ăn nóng thì nó mới ngon nha các bạn nhỉ. Ăn nguội là nó tanh. Ôi nó ngọt. Ui. Nước nó đã. Ngon tố rách. Anh em mỗi thằng trải nghiệm một bát đi rồi thì xong là cho mọi người biết cái món trứng vịt lộn bầu ngày hôm nay xem là nó như thế nào nào. Đánh giá và nhận xét đi cho mọi người biết xem nào. Lần đầu tiên em ăn kiểu như này, ăn trứng vịt lộn mà lấu với bầu. Lần đầu tiên em ăn kiểu này đấy, ăn mà nó ngọt nó lạ lắm các bạn ạ, vị nó ngọt nó thanh thanh ngọt lắm. Không biết món hot trend ở đâu ra nhưng lại anh mang về đây nấu để cho anh em thưởng thức với cho mọi người xem là thấy là quá đỉnh. Nói chung là rất là nhiều đấy. Rất là nhiều bầu nên nó cái nước của nó ấy, mình nghĩ là cái nước sẽ ngon nhất. Bình bởi vì cái chất của nó chất ngọt nó ra hết nước rồi. Nó ra từ trứng này lại từ bầu anh mình om nữa, nó ra hết chất ngọt. Được nước uống ngọt, thì ngọt mỗi nước. Rồi. Nước ngọt nhất ăn bầu mềm trứng. Uống vào nào không. Ngọt quá đấy. Thấm đến tận cuống họng luôn. Bầu mềm thật, bầu trứng mềm như. Đấy, bọn nó hút chuột chuột luôn, hơi nóng một tí thôi con ạ. Nhưng mà phải nóng thì ăn mới ngon nha. Để nguội thì mình nghĩ là cái nước nó sẽ có vị trứng vịt lộn, sợ nó tanh. Đúng thật, người bảo kiểu này mà vào xe lạnh một tí nữa ăn thì hết bài. Có khi hôm nào sẽ xe lấu rồi ăn. Nó ngọt kinh các bạn ạ, ngọt lạ luôn. Múc đi em lấy cái muôi múc trường. Ăn hành. Ngon ngon. Thằng nào ăn tự múc tiến ạ. Nó đã làm hết hai quả trứng vịt lộn rồi, một bát bầu rồi các bạn ạ, nước các thứ rồi. Mỗi thằng cố gắng làm 5-10 bát là lo nha các bạn nhỉ. Đặt bồ quả trứng nữa rồi ăn thì chuẩn bài luôn. Ôi giời ơi. Em không thêm nước à em? Nước dưới rồi anh đây. Món này ăn mà không có nước thì chắc là bỏ đi luôn các bạn ạ. Húp cả nước luôn này. Ngon đúng không? Ngon. Ngọt anh ạ. Đến hai thằng này bắt đầu nó múc bát của nó này các bạn này. Ui. Đang đỡ định thò tay ở đây đỡ. Chứ ăn món nào nó bảo ngon nhỉ. Cái trứng vịt lộn. Cay các bạn. Tê ngọt ngọt. Đúng rồi, mình cho ớt đi đúng không ạ.
không à. Nhìn không là hết nước chấm rồi các bạn ạ. Ôi nha, dội người anh như chó người. Không được đâu. Tập em. Đừng phải lo. Ủa, đàn kết hợp có cả vị rau răm với cả hành các thứ, vị gia vị những thứ đầy đủ. Bỏ xuống, bỏ xuống, bỏ xuống đi. Cái đấy vẫn đang đi đầu đi em. Ủa. Ừ, nóng quá. Ăn nóng thật mà. Ăn bầu, ăn bầu nóng quá tụt lưỡi. Mồm ấy. Phải đảo nha. Nhưng mà cái kiểu nóng đảo đấy thèm với mọi người là ngon thực sự luôn. Còn cứ thêm tí nước. Trứng lại thêm tí nước. Dễ ăn đúng không? Đây các bạn ạ. Đây các bạn nha. Rồi, giảm tí nước nữa. À, đúng anh bảo dốc ở... Nóng quá bạn ạ. 5 bát. Giờ 2 bát rồi, gần 3 bát nữa mới bắt đầu. À. Ngon ngọt. Đảo nhanh không giúp. Nó có cái kiểu ngọt từ trứng rồi ngọt từ nước bầu cái thứ nó ra, từ gia vị của anh em mình phải ăn. Bấy nhưng mà thơm ngon ngọt đúng không? Thơm ngon. Ngọt từ thịt, ngọt từ xương. Đến giờ này ấy, thì chưa thấy đôn chè về các bạn ạ. Thôi được rồi, thôi thì mình cứ vào thưởng thức đi. Không mà tí nó hết nóng mà hết ngon hết nguội các bạn ạ. Đây mình sẽ gọi là làm quả trứng này các bạn này. Đấy. Bầu này, bầu mềm này các bạn này. Mềm nhũn luôn. Bầu mềm này. Ui. Nước nó cũng ngọt nhỉ. Nước này. Úi giời ơi. Đây mình sẽ làm tí hành lá thứ gì sẽ dùng đũa để gắp nha các bạn nha. Đây các bạn này. Cho thêm cái rau vào đây. Đây đây gọi là gia vị nha các bạn. Đấy, thế là một bát gọi là hoàn chỉnh rồi. Hoàn chỉnh chưa? Hoàn chỉnh rồi. Hoàn chỉnh rồi. Thì bây giờ là sẽ bắt đầu là chiến luôn các bạn ạ. Cái này làm ăn sáng mình sẽ thử nước nha các bạn nha. Đây, nước đây. Mình mời tất cả mọi người nha. Ui. Cái vị ngọt ngọt của bầu với cả có cái vị của trứng vịt lộn. Ngọt vãi trưởng luôn các bạn ạ. Ui. Mình chưa ăn cái món canh nào mà nó ngọt như này các bạn ạ. Bình thường chắc mọi người sẽ biết ấy, là cái món bầu này người ta sẽ băm nhỏ nhỏ ra ấy, để nấu với hến ấy, thì nó đã ngọt rồi các bạn ạ. Hôm nay mình trải nghiệm cái món kết hợp cả trứng vịt lộn này các bạn này. Chưa ăn trứng vịt lộn nhưng mà thử cái nước. Kiểu cái nước của nó, ủa nó ngọt, nó thơm. Cái vị trứng vịt lộn với cả bầu ngon vãi trưởng luôn. Ui. Ui. Loại này nấu hơi bố luôn. Anh em ăn làm giờ ngoài cứ thèm thế này, ăn hai bát rồi mà chết. Tè nhìn cái lùi canh om bầu này, ui sợ. Ui, ngọt các bạn ạ. Phê không? Phê. Ui, cắn những bầu nó ngấm trứng với nước đi. Ngấm nước cốt vào ngọt thế nhỉ. Đúng nước không? Ui. Là... quá đỉnh luôn. Phê rã luôn. Ăn mới mới ngon rồi. Không biết là mùa đông con luôn. Mùa đông có bầu không nhỉ? Có, ô, mùa này bắt đầu là mùa từ giờ đến đông. Mùa đông có bầu mà làm món này làm canh để ăn với cơm mình nghĩ là hợp lý luôn các bạn ạ. Sáng được anh ạ. Sáng cũng được. Làm thêm vài miếng nước nữa rồi. Đây. À. Ngọt, ngọt, ngọt ngon mà nước canh ngon. Nó còn có cả cái vị hành lá, vị hành tím các thứ các bạn ạ. Đây mình ăn miếng bầu mà cảm giác nó ăn nó ngon mà tưởng tượng đến cái món gì nó còn như là kiểu ăn sơn hào hải vị các bạn ạ. Kiểu mỹ vị nhân gian. Nó mềm nó ngọt làm sao. 10 điểm không có nhưng thật. Vì sao mà cái món này nó lại hot đến vậy các bạn ạ? Nó chính là nó kết hợp với nhau ấy, với nhau ấy. Điều nó dễ trứng thì ra cái độ ngọt này, còn bầu thì ra cái nước ngọt. Đúng là dạ. Không thể trượt đâu được các bạn ạ. Này làm bát lửa quá đỉnh này. Còn lửa cho ấm bụng các bạn. Uầy. Ăn thêm biết hành với cả rau răm vào nó thơm thơm. Uống nước nữa ngọt. Thêm ít nước nữa vào rồi, chuẩn bài. Thêm tí nước nữa. Ngon nhỉ.
Wow, múc đi ăn, con đi Thanh. Làm 3 bát rồi. Ui, ngon thật. Quỳnh lấy Thanh rồi. Mới gặp lên. Đây, cái bầu nó mềm. Ui, giời ơi. Ngon thế. Bầu mềm vãi trưởng luôn con ạ. Kiểu anh múc phát là nó sột buồn đấy. Thì mày mà chơi lạnh buốt mà ngồi mày quanh lời à lấy ăn thì thôi. Để nói phải điều các bạn chứ. Anh em cắn đến đâu mà múc đến đâu là nước miếng con mồm ứa ra. Ai hồ, ai hả? Nóng khuyết lắm. Thế bạn nha. Đúng rồi. Món này bổ đúng không? Ừ. Miếng nước nữa. Ôi. Ui. Phải đến lượt mình đơm ngon ạ. À, hào phết rồi. Có khi ăn rồi nhưng vẫn chết vì thèm này cũng là hỏng rồi. Hỏng rồi à? Trứng này. Double Q luôn ngon ạ. Double 2 trứng à? Ừ. Đấy. Thêm ít bầu. Bầu nữa. Úi giời đầy quá. Ui long. Sao luôn mà vẫn nóng ấy nhỉ? Cái này on nên là cảm giác để được lâu á. Ui. Trứng ngọt làm sao phải chơi nguyên quá các bạn ạ. Đờ. Ui. Các bạn nha. Anh mình cho ớt vào ăn nó cay cay tê nữa. Mà mùa đông mà ngon luôn nhỉ. Nóng quá. Ngon các bạn ạ, ngọt. Hết dạ luôn. Ngon quá. Thì quên lối. Cho hơi nhiều nước lên hơi lòng. Đây. Để thử làm quả cả quả trứng giống chúng nó xem như nào. Thằng kia nó đang đảo mồm đấy, cẩn thận. Không coi được các bạn ạ. Cảm thấy nó dọa mình. Nên là cảm giác trong tí trường nó đảo lên thế là bảo trước. Đảo nhanh không là giúp đấy. Có một chút hốt hoảng ở đây. Sợ tô lưỡi. Đảo nhanh không giúp. Ui, thế mà anh em múc có mấy bát mà cũng vẫn lồi ghê. Thấy từ bắt đầu cái vạch ốc chứ giờ cạn thôi. Sương sương anh em được 3 hay 4 bát rồi. Ui. Ăn thế này mới ngon. Lần đầu tiên ăn kiểu này luôn các bạn. Ví dụ đi đâu lạnh về mà được bát này thì thôi. Ui xồi. Kiểu mà đang đi ngoài trời lạnh lạnh mát vào trong nhà mát. Cái này chắc kiểu kiểu gia đình cái thứ kiểu ấy mấy lối đi chứ có ở ngoài làm gì có quán nào bán này nhỉ. Em thấy chưa anh? Nóng bỏng ăn tham nóng bỏng con ạ. Quả đầu tiên mình húp tí nước tuột lưỡi. Quả. Quả ngon các bạn. Phải nói là món này hôm nay nó ngon tuyệt vời luôn các bạn ạ. Anh em mà đã xem rồi nhưng mà cứ nghĩ là sợ nấu kết hợp bị này kia ấy. Anh em không nên sợ gì cả. Cứ thử làm một lần. Ui, ăn thề với mọi người nó ngọt cực luôn. Mọi người đừng cho cay như anh em mình thì đảm bảo ấy. Cái nước nó càng ngọt thì ăn với cơm một chan nữa vào ấy. Thì đảm bảo ăn được rất là nhiều cơm nha các bạn nha. Hôm nay ấy thì chỉ hơi tiếc cho Đôn Trà là về muộn, nếu mà tí mà có về thì anh nhà mình đã gọi là văn vãn rồi gọi là được thưởng thức trước, đun lại để cho nó nóng thì ăn tiếp thì nó sẽ ngon hơn nha các bạn nha. Và hôm nay anh nhà mình làm một nồi gọi là trứng vịt lộn với bầu khổng lồ lên, xong rồi trải nghiệm và cũng đã cho mọi người biết cái hương vị và cảm giác của cái món trứng vịt lộn bầu hot hòn hòt này nó như thế nào rồi. Thì chắc là anh em mình cũng xin phép là dừng clip này ở đây. Mỗi thằng nó làm 4-5 bát rồi. Thì thằng Tiến cũng biết là tí nó có ăn thêm hay không. Có, tí thì đủ mấy bát này. Clip khá là dài rồi nên là anh em mình xin phép là dừng clip luôn nha các bạn nha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của anh em mình. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo.